Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đảo chiều giảm với tỷ lệ giảm là 0,19%, giao dịch ở mức 2.374,6 đô la Mỹ trên một ounce, sau khi mà đã tăng rất mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ đứng ở mức 106,16 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 63.500 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,629% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô cũng trong xuống giảm, đứng ở mức 82,62 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Trước khi quay đầu giảm, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục neo cao, gần sát mức 2.400 đô la Mỹ trên một ounce. Ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết cuộc chiến kiềm chế lạm phát dường như đã đình trệ. Các ngân hàng trung ương cần tin tưởng hơn rằng lạm phát đang trên đà giảm xuống mức mục tiêu 2%. Các quan chức Fed cho biết cơ quan này có thể duy trì lãi suất hiện tại lâu hơn. Trong cuộc họp tháng 3, các quan chức Fed đề cập tới lộ trình cắt giảm lãi suất 3 đợt trong năm nay, nhưng thời điểm thực hiện cắt giảm lãi suất vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Các nhà đầu tư dự báo đợt cắt giảm đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 9, thậm chí có người cược rằng sẽ không có đợt cắt giảm nào trong năm nay. Hiện tại thị trường đặt cược, Fed có 68% khả năng thực hiện việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Doanh số bán lẻ tăng hơn dự kiến trong tháng 3, một dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi kinh tế của Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất trong 5 tháng vào ngày thứ 3. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang theo dõi diễn biến tiếp theo ở Trung Đông. Những người tham gia thị trường vẫn lo ngại về phản ứng của Israel trước các cuộc tấn công của Iran. Về mặt xu hướng của giá vàng, theo viện đầu tư Wealthfargo, vàng có khả năng tăng giá sau khi mà đạt mức cao kỷ lục trong năm nay. Các yếu tố cơ bản thúc đẩy giá vàng gồm các ngân hàng trung ương tích cực mua, nhu cầu ngày càng tăng từ người tiêu dùng ở các thị trường mới nổi, tăng trưởng nguồn cung chậm và căng thẳng địa chính trị leo thang. Philip Chable, một chuyên gia chiến lược thị trường tại Burula Future cho rằng sự bất ổn địa chính trị tiếp tục hỗ trợ cho vàng. Nếu tình hình ngày càng căng thẳng, giá vàng có thể tiến tới 2.500 đô la Mỹ trên một ounce. Còn theo Deutsche Bank dự báo giá vàng sẽ lên 2.600 đô la Mỹ trên một ounce vào tháng 12 năm 2025. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Người Việt có thói quen mua vàng, tích trữ vàng, hơn nữa vàng có thanh khoản tốt, có thể mua bán bất cứ lúc nào, không cần có nhiều kiến thức như kênh đầu tư chứng khoán cũng như là bất động sản. Được nhiều người dân quan tâm và điều đáng nói là trong suốt thời gian dài vừa qua, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới rất nhiều, có thời điểm lên đến gần 20 triệu đồng trên một lượng. Vì vậy, người mua chịu nhiều rủi ro. Hơn nữa, những lúc giá vàng biến động mạnh, doanh nghiệp để biên độ mua bán ở mức rất rộng, lên tới 3-3,5 triệu đồng trên một lượng, nên vừa mua xong bán lại ngay người dân vẫn bị lỗ nặng, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới duy trì ở mức cao, sẽ khiến gia tăng tình trạng buôn lậu vàng. Vì vậy, người dân lo lắng có thể mua phải vàng kém chất lượng. Tôi rất mong cơ quan quản lý sớm triển khai các biện pháp để đưa thị trường vàng ổn định. Giá vàng trong nước và thế giới không còn chênh lệch lớn, cũng như biên độ giá mua vào và giá bán ra không rộng như hiện nay, từ đó người dân bớt được rủi ro khi mua vàng. Theo chia sẻ của chị Vũ Thùy Ninh, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Trước đó được biết, Ngân hàng Nhà nước đang chuẩn bị đấu thầu vàng miếng SJC và đã đề nghị Bộ Công an phối hợp để bảo đảm hoạt động đấu thầu được an toàn cũng như là hiệu quả. Đây là thông tin rất tốt bởi doanh nghiệp sẽ được mua vàng bảo đảm chất lượng. Việc đấu thầu vàng cần được cơ quan chức năng đưa ra thời gian cụ thể và sớm triển khai. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay, nhìn chung mặt hàng vàng miếng cũng như là vàng nhẫn số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, thời điểm này tạm thời cũng không có nhiều thay đổi. Chỉ có duy nhất hệ thống vàng mi hồng là điều chỉnh tăng nhẹ. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 82,10 triệu đồng trên một lượng và ra mức 84,10 triệu đồng trên một lượng. Với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 82 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 84 triệu đồng trên một lượng. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, hay gọi là PNG, niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng một mức giá, mua vào 82,10 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 84,10 triệu đồng trên một lượng.
Duy nhất Mi Hồng là điều chỉnh tăng 100.000 đồng trên một lượng mua vào, tăng 400.000 đồng trên một lượng bán ra, đang mua vào mức 82,20 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 83,80 triệu đồng trên một lượng. Với mặt hàng vàng nhận được số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện tại tạm thời cũng không có thay đổi. Đang mua vào mức 74,70 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,60 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhận bộ số 9 loại từ 0,3 đến nửa chỉ, mua vào mức 74,70 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,70 triệu đồng trên một lượng. Mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng không có thay đổi, được mua vào mức 75,08 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,78 triệu đồng trên một lượng. Tập đoàn Doji thì mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn của hệ thống này cũng không có thay đổi về giá. Đang mua vào mức 74,95 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,85 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 25.100 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.440 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do tạm thời cũng không có thay đổi, sau khi tăng 50 đồng trên đô la Mỹ mua vào, tăng 70 đồng trên một đô la Mỹ bán ra trong phiên hôm trước đó. Đang mua vào mức 25.520 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.670 đồng trên đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 8 triệu 210.000, bán ra 8 triệu 410.000. Chênh lệch giữa 2 chiều mua vào và chiều bán ra vẫn đang ở mức 2 triệu đồng trên 1 lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên 1 chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8 triệu 210.000, bán ra 8 triệu 410.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8 triệu 200.000, bán ra 8 triệu 400.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 8 triệu 210.000, bán ra 8 triệu 410.000. Phú Quý SJC mua vào 8 triệu 180.000, bán ra 8 triệu 380.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8 triệu 185.000, bán ra 8 triệu 375.000. Mi Hồng SJC mua vào 8 triệu 220.000, bán ra 8 triệu 380.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng mua vào, tăng 400.000 đồng trên một lượng bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, tăng 40.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8 triệu 180.000, bán ra 8 triệu 380.000. Ngân hàng TB Gold mua vào 8 triệu 200.000, bán ra 8 triệu 400.000. Ngân hàng Việt Tiên Bank mua vào 8 triệu 210.000, bán ra 8 triệu 412.000. Đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, thời điểm này cũng không có thay đổi về giá. Chênh lệch giữa 2 chiều mua vào và chiều bán ra vẫn đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên một lượng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8 triệu 210.000, bán ra 8 triệu 410.000. SJC Huế mua vào 8 triệu 210.000, bán ra 8 triệu 410.000. SJC Miền Tây, Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8 triệu 210.000, bán ra 8 triệu 410.000. SJC Bạc Liêu mua vào 8 triệu 210.000, bán ra 8 triệu 410.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8 triệu 210.000, bán ra 8 triệu 410.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này tạm thời cũng không có thay đổi và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7 triệu 470.000, bán ra 7 triệu 660.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 7 triệu 470.000, bán ra 7 triệu 670.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7 triệu 460.000, bán ra 7 triệu 590.000. Vàng 24K mua vào 7 triệu 314,9.000, bán ra 7 triệu 514,9.000. Vàng 18K mua vào 5 triệu 458,1.000, bán ra 5 triệu 708,1.000. Vàng 14K mua vào 4 triệu 190,4.000, bán ra 4 triệu 440,4.000. Vàng 10K mua vào 2 triệu 930,3.000, bán ra 3 triệu 180,3.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như thích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.